Với tổng diện tích là 6.200 m² và hiện trạng là đất cây lâu năm, thửa đất có chiều ngang 90m, chiều dài 70m hướng Bắc. Gia chủ rao bán với giá là 600 triệu đồng trên 1.000 m². Thửa đất thuộc xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý vị. Dạ, con kính chào quý vị cô chú và anh chị. Và lời đầu tiên, con xin chân thành cảm ơn quý vị cô chú và anh chị đã xem và đã đăng ký kênh của con trong suốt thời gian qua. Con xin kính chúc quý vị cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Và hôm nay, con xin kính mời quý vị cô chú và anh chị cùng con đi về xã Thanh Hòa thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để cùng tham khảo một cái thửa đất với diện tích là 6.200 m² và có chiều ngang là 90m và chiều sâu vô là 70m. Thì hiện tại thì con đang đứng trước mặt thửa đất rồi. Thửa đất của chúng ta tiếp giáp với con đường đan hai, con đường 2m đi vào, kính thưa quý vị cô chú. Thì hiện tại á, cái con đường đan cũ trên màn hình này là cái con đường thuộc sở hữu của cái thửa đất vườn ở bên trái cái đường đan. Còn đường đan sở hữu của cái thửa đất này đó là cái con đường chủ đang làm đó. Ngay cặp mí hàng rào lưới B40 thẳng ra đằng trước là khoảng 50m. Nhớ là chủ sở mua lại sở hữu cái con đường này riêng của chúng ta luôn. Cái con đường đan cũ đó thì thuộc sở hữu của cái thửa đất kế bên. Đó, thửa đất ở bên phải màn hình ngay chỗ mấy miếng tôn, chỗ cái xe con dựng á. Thì việc chúng ta muốn thỏa thuận với cái chủ kế bên để chúng ta đi cái đường để xe ô tô vô được thì đó là sau này chúng ta sẽ thỏa thuận thêm. Còn hiện tại thì thửa đất này con đường chủ đang làm đi vô là 2m thôi, kính thưa quý vị cô chú và anh chị. Này chúng ta có thể là thỏa thuận với cái vườn kế bên để chúng ta đi chung luôn thì nó lên đến 4m xe ô tô đi vào tới nơi. Thì đây là cái sổ nè, và hai sổ kính thưa quý vị, hai sổ nó ghép lại giống như thế này ha. Đó. Và đây là cái sổ này là 1.248 m², cái sổ kia là 5.000 mấy á. Nhìn nó dính liền với nhau luôn. Ở phía bên hông mới có cái con gạch. Thửa đất này có con gạch ở bên hông. Thì hai cái sổ này ghép lại nhau thì nó khá là vuông, cái hình nói chung là thửa đất này đẹp, cái hình dạng nó cũng đẹp, nó không có đến nỗi là quá tệ, chỉ có cái góc chép với con gạch nó hơi cong cong chút xíu. Hiện tại trong vườn thì đang trồng mít với lại sầu riêng. Thì mấy cái cây này trồng nay chắc cũng được là khoảng 15 tháng rồi, khoảng hơn 1 năm. Đó, mít này đang bắt đầu khoảng vài tháng nữa thì có thể là cho trái mạnh được rồi. Hiện tại đang có cho trái chiến. Có cho trái chiến, một số cây lớn thì cho trái chiến nữa rồi. Sầu riêng thì hơn 1 năm, khoảng 15 tháng. Đất này hướng chính trên sơ đồ là hướng Bắc, kính thưa quý vị. Hướng chính là hướng Bắc. Giá là 600 triệu trên 1 công. Tức là đây là hơn 6 công 2. 6.200 m² thì chúng ta nhân lên ha. Chủ bán nguyên lô, kính thưa quý vị. Bán nguyên lô chứ không bán lẻ. Nhìn chung cái thửa đất này thì nó đẹp, sạch sẽ, chăm sóc cũng rất là kỹ. Chủ này cũng rất là có tâm, kêu bán nhưng mà vẫn là thuê nhân công làm. Đó, vườn thì rất là sạch, hệ thống tưới cũng đã được hoàn thiện hết rồi. Xung quanh có hàng rào lưới B40 và có dựng thêm ton. Dạ, trong lúc con thực hiện video thì có những cái sơ sót, mong quý vị cô chú và anh chị thông cảm bỏ qua. Thì làm thì đôi khi có một chút xíu cái sơ sót thì mong quý vị cô chú và anh chị lượng thứ cho con nha. Đối với những cái thửa đất vườn như thế này thì nó đẹp á, thì con sẽ quay video nó hơi dài một chút xíu, thì quý vị cô chú và anh chị cố gắng xem giúp con ha. Tại vì con bỏ công ra đi quay cái một cái thửa đất như thế này nó không phải là một chuyện nó đơn giản đâu, nó rất là vất vả, rất là phức tạp. Về còn là thống kê lại cái thửa đất vườn rồi xem thật là chi tiết nhất, dựng video lên, nói chung là làm cũng rất là mệt. Thì trong lúc làm video đôi khi có những cái sai sót thì mong quý vị cô chú và anh chị chúng ta thông cảm cho con. Thì giá thì là 600 triệu trên một công. Thường thì những cái video là con báo giá ở đầu video hết. Quý vị cô chú và anh chị chúng ta thấy hợp túi tiền thì chúng ta xem tiếp. Còn nếu mà không hợp túi tiền thì chúng ta có thể là xem tham quan, tham khảo, hoặc là chúng ta có thể là không xem.
Trong thời gian qua cũng có một số anh chị cô chú bình luận vô có những cái từ ngữ nói chung là chửi bới con từ lưa hột dưa luôn. Nói chung làm cái công việc này nó cũng rất là vất vả, cô chú quý vị và anh chị cố gắng thông cảm cho con nếu mà có gì sơ sót. Vườn này đẹp nha cô chú và anh chị. Thì ở đây nó đất này đất xã Thanh Hòa thì thuộc thị xã Cai Lệ tỉnh Tiền Giang, thì cái giá đất nó cũng hơi cứng hơn những cái vùng lân cận chút xíu đó. Thì thuộc đất lúc nào cũng vậy, thuộc thị xã thì nó sẽ mắc hơn của huyện, và của thành phố thì nó sẽ mắc hơn của thị xã, nói chung là đại loại như vậy đó. Càng gần trung tâm thì nó càng giá nó càng cao. Thì hiện tại cái thửa đất này từ đây chúng ta đi ra trung tâm thị xã Cai Lậy thì chắc khoảng là không tới 10 phút, chắc khoảng 7 phút đi xe máy thôi, nó cũng rất là gần. Từ đây chúng ta ra quốc lộ 1A thì cũng mất khoảng 7 phút đi xe máy, chúng ta ra tới quốc lộ 1A thì chúng ta cũng ra tới thị xã rồi. Và từ đây chúng ta đi về Sài Gòn thì nó khoảng là 100 cây trở lại, 100 km, tùy vị trí của quý vị cô chú và anh chị. Thì em sẽ lấy chuẩn từ đây về Nguyễn Văn Linh, nó khoảng giao lộ Nguyễn Linh á thì chắc khoảng là 90 cây số thôi. Nhưng mà sau này chúng ta đi đường cao tốc về, là cái đường cao tốc về từ Trung Lương về Mỹ Thuận á, thì chúng ta sẽ xuống cái đường ở chỗ thị xã Cai Lậy, nó xuống ngay tuyến chánh thị xã Cai Lậy luôn, thì về đây nó cũng rất là gần đó. Trong vườn thì vườn này đi vào thì nó rất là sạch, cây hiện tại đang cái độ tuổi là năm, là một năm khoảng năm 15 tháng, năm mấy á. Thì cây nó rất là sung, mít này thì hiện tại một số cây lớn thì chủ cũng đã để trái rồi, một số cây nhỏ thì chắc là khoảng qua Tết là để trái ngon lành. Và bây giờ con sẽ quay cái đường đi cho quý vị cô chú và anh chị chúng ta xem tham khảo. Hiện tại con đang di chuyển trên cái tuyến đường đan này, thì tuyến đường đan này là cái đường đi riêng của cái thửa đất ở bên trái màn hình, ở bên trái cái đường đan. Và cái đường riêng của chúng ta là cái đường chủ đang làm nằm ở bên phải cái đường đan, cái chỗ mà đất đang bới lên đó, giáp với hàng rào lưới B40 á. Thì cái đoạn này chiều dài nó là chắc khoảng là 50m hoặc là 50m hơn thôi. Đi ra tới cái cổng ở đằng trước này là tới đường xe hơi đi vô tới rồi. Thì đường này thì xe tầm khoảng 7 chỗ trở lại, mấy xe gọn gọn thì đi vô ngon lành, còn xe 7 chỗ thì đi nói chung thì cũng hơi chật xíu, nhưng mà con thấy thì vẫn đi được. Đó, tới cái cổng này là tới đường xe hơi vô tới được rồi nè. Bây giờ con sẽ chạy ra ngoài đường lớn luôn cho quý vị cô chú và anh chị chúng ta tham khảo thật là chi tiết nhất. Đó, trong thời gian con di chuyển thì con sẽ đưa hình ảnh hai cái sổ lại cho quý vị cô chú và anh chị xem. Thì sổ này là sổ hồng, hai cái sổ là năm 2019. Sổ rất là mới. Đó, cái sổ này thì mới rồi, việc công chứng thì chuyển nhượng nó cũng rất là đơn giản. Sổ cây lâu năm hết kính thưa quý vị cô chú. Đó. Cái đường chúng ta di chuyển ra thì đường đan 2,5m ha. Cái này xe 4 chỗ đi vô thì được, ngon lành. Xe 7 chỗ thì nó hơi chật chút xíu. Tại vì con quay video á, sử dụng cái cam góc rộng nên là cái đường chúng ta thấy nó hơi nhỏ, nhưng mà thực tế nó cũng khoảng 2,5m đó. Rồi sau khi chúng con di chuyển ra tới đây á, thì tới cái đường lớn này nè. Đường này đường đá, xe ô tô đi vô tư. Rồi quay trở lại thử đất vườn kính thưa quý vị cô chú và anh chị. Bây giờ con hiện tại đang đứng ở cuối vườn này nè. Hình chữ nhật thì con đứng ở cái dách ở cuối. Nó xung quanh vườn thì cây rất là đều. Bây giờ con đi sẽ đi vòng vô, thì lúc nãy giờ con đã đi được khoảng nửa vòng cái vườn này rồi, thì từ đây con đi sẽ trở vô. Nó cây xung quanh thì nó đều như nhau hết. Xung quanh cái vườn này chủ làm rất là có tâm luôn. Cái vườn làm rất là đẹp chứ không phải là làm kiểu bổ bê. Nên chúng ta thấy cỏ trong vườn thì rất là ít ha. Nếu mà những cái vườn khác á, mà cái cây còn nhỏ kiểu cỡ cái tuổi này, cỏ trong vườn rất là nhiều luôn. Tại vì còn đất nó còn trống, cây nó còn nhỏ, nắng nó nhiều nên là cỏ nó mọc nhiều. Nhưng mà cái vườn này cỏ rất là ít luôn. Thì trước mặt của chúng ta nó là một hệ thống tưới nè. Hệ thống tưới thì làm hoàn thiện rất là bài bản nè quý vị cô chú. Đó, là cũng rất là bài bản ha. Nói chung thì vô cái vườn này nó rất là đẹp thôi. Còn về cái giá thì chúng ta có thể là xem xét và thương lượng 600 triệu một công. Trong đây thì có 6.200 mấy chục mét vuông á, nhưng mà con làm tròn là 6.200 thôi. Thì chúng ta xem ưng ý thì chúng ta sẽ gặp trực tiếp chủ, chúng ta thương lượng giá. Đó, mít thì cũng còn rất là đẹp. Việc chúng ta mua thửa đất này khoảng tầm 3-4 tháng nữa là những cái mít này có thể để trái à. Hiện tại trước mặt chúng ta thì nhân công đang làm nè ha, đang bới gốc, đang xới gốc lên vô phân. Đó.
Vì kêu bán thì kêu bán, nhưng mà làm chăm sóc vườn thì vẫn làm. Làm cái vườn này thì ở đây có nhân công làm ha. Quý vị cô chú và anh chị ở xa chúng ta mua thì chúng ta cũng có thể làm thuê nhân công chúng ta làm đó, làm định kỳ, hoặc là thuê hẳn một người để giữ cái vườn này luôn. Rồi, đến đây thì con xin kính chào quý vị cô chú và anh chị. Thì trong thực hiện video có gì sơ sót mong quý vị cô chú và anh chị thông cảm bỏ qua. Rồi, con xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.